Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 8 và bài 9 khái niệm về hình cắt, bản vẽ chi tiết. Phần khái niệm bản vẽ kỹ thuật ở một la mã, nội dung này chúng ta đã học rồi ở bài số 1. Bài vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong đời sống đó các em. Rồi phần này cô nhắc lại thôi ha. Bản vẽ kỹ thuật là tài liệu trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ. Để thấy được bên trong của vật thể thì người ta sẽ cắt cắt vật thể ra thì chúng ta mới thấy được bên trong. Do đó trong phần cơ khí cũng vậy, để biểu diễn rõ hơn bên trong của vật thể thì người ta sẽ dùng phương pháp đó chính là hình cắt. Vậy thì làm sao để vẽ được hình cắt? Công dụng của hình cắt để làm gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 la mã. Khái niệm hình cắt, cô mời các em quan sát. Đây là chi tiết ống lót. Có dạng là hình trụ, bên trong rỗng, phần rỗng bên trong cũng là hình trụ. Nếu như khối ống lót này mà chúng ta vẽ hình chiếu đó, thì bên trong nè, hình trụ bên trong bị che khuất nên sẽ biểu hiện hai đường nét đứt. Đây. Rồi. Với mục đích là để thấy rõ được bên trong của vật thể thì người ta sẽ dùng phương pháp hình cắt để không phải biểu diễn cái hai cái đường nét đứt đó ha các em. Làm sao để vẽ được hình cắt? Cô mời các em qua. Để vẽ hình cắt thì đầu tiên là dùng mặt phẳng cắt, là mặt phẳng màu xám nha các em. Giả sử dùng mặt phẳng cắt cắt đôi vật thể, sẽ chia vật thể ra làm hai phần. Rồi lấy phần phía sau của vật thể để chiếu lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình cắt. Vì sao không lấy nửa trước? Tại vì nếu chúng ta lấy nửa trước mà chiếu lên mặt phẳng chiếu thì cái hình trụ bên trong vẫn bị che khuất. Do đó chúng ta không lấy nửa trước ha, mà lấy nửa sau, bởi vì nửa sau thì mới thấy được bên trong. Lấy nửa sau vật thể chiếu lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình cắt. Và lưu ý rằng phần vật thể đây, phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua có kẻ những đoạn song song. Trình tự vẽ hình cắt. Đó là giả sử nha, giả sử là dùng mặt phẳng cắt cắt đôi vật thể. Lấy phần vật thể phía sau chiếu lên mặt phẳng chiếu. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình cắt. Vì sao chúng ta không lấy hình phía trước? Tại vì nếu chúng ta lấy nửa trước mà chiếu lên mặt phẳng á, thì cái nửa trước mà chiếu lên thì nó sẽ bị che khuất. Lưu ý nhắc lại nè, phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua có kẻ những đoạn gạch song song. Phần vật thể nè bị mặt phẳng cắt đi qua thì có kẻ những đoạn song song. Vậy thì sau này khi mà em thấy hình biểu diễn mà có kẻ những đoạn song song thì chúng ta gọi đó là hình cắt nha, không có gọi hình chiếu nữa ha, chúng ta sẽ gọi là hình cắt. Lúc này người ta sẽ hỏi em là hình cắt nằm ở vị trí nào. Rồi, bài tiếp theo là bài số 9 thì các em sẽ thấy đó, bài tiếp theo bài số 9 sẽ có ứng dụng cái phần hình cắt này. Lưu ý nhớ lại cho cô nha. Sau này thấy hình biểu diễn có kẻ những đoạn song song thì đó là hình cắt. Đây là cái phần nội dung viết bài của bài chính á. Các bạn nào mà muốn xem clip và viết bài trước á, thì dựa vào cái phần viết bài nè. Đây cô cho lớp cái phần viết bài luôn. Chúng ta vừa hoàn tất xong bài bài số 8, tiếp theo là bài số 9, bản vẽ chi tiết. Để chế tạo nên sản phẩm thì một sản phẩm thì thường sẽ có nhiều chi tiết lắp ráp lại với nhau và mỗi chi tiết thì sẽ được vẽ trên một cái bản vẽ. Bản vẽ này gọi tên là bản vẽ chi tiết
Vậy thì bản vẽ chi tiết bao gồm có các nội dung nào? Và khi đọc bản vẽ thì chúng ta sẽ đọc theo trình tự ra sao? Để biết được thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài số 9. Bản vẽ chi tiết. Cô mời các em quan sát hình 9.1. Chúng ta tìm hiểu nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm có các nội dung nào? Rồi, nội dung thứ nhất mời các em quan sát nè, ở dưới góc phải bên dưới bản vẽ thì phần này, phần hình chữ nhật này gọi là khung tên. Rồi, nội dung thứ nhất đó là khung tên. Rồi, khung tên cho chúng ta biết được các thông tin. Đầu tiên, phần mà viết bằng chữ in hoa nè các em, cho biết tên gọi chi tiết. Tên gọi chi tiết là viết bằng chữ in hoa ha. Tiếp tục là vật liệu thì chúng ta sẽ nhìn đối chiếu thẳng xuống nha các em, xác định vật liệu là gì ha. Tỷ lệ cũng vậy, nhìn thẳng xuống, đối chiếu thẳng xuống, bảng số. Rồi người vẽ, nếu các em vẽ thì các em sẽ biết tên các em nè. Ngày vẽ, kiểm tra, người kiểm tra, ngày kiểm tra, tên cơ sở chế tạo. Tiếp tục nội dung tiếp theo. Đó là hình biểu diễn. Thì ở đây có hai cái hình vẽ đó, hai cái hình biểu diễn đây. Hình biểu diễn. Vì lớp nhìn coi hình biểu diễn thì người ta có thể vẽ hình chiếu hoặc là vẽ hình cắt. Trong trường hợp này lớp thấy không? Lớp thấy có hình mà vẽ những đoạn song song không? Thì đây là hình cắt, được chưa? Hình bên phải là hình chiếu. Vậy thì công dụng của hình chiếu để là công dụng của các hình biểu diễn này để làm gì? Để cho chúng ta xác định được hình dạng của chi tiết. Tiếp tục nội dung thứ ba là kích thước. Rồi đây, ba con số kích thước nè. Cho chúng ta biết được kích thước của chi tiết. Rồi phần kích thước này là các em phải nhớ đến bài cũ nè, tại vì người ta sẽ yêu cầu em hỏi em là 30 là kích thước gì, giải thích là chiều gì, phi 28 là gì, phi 16 là gì ha, nên chúng ta phải nhớ bài cũ là vậy đó. Cuối cùng là phần yêu cầu kỹ thuật. Cho biết được biện pháp gia công và xử lý bề mặt. Rồi, thế tổng hợp lại nội dung bản vẽ chi tiết gồm có 4 nội dung: khung tên, hình biểu diễn, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. Đọc bản vẽ chi tiết. Chúng ta sẽ đọc cái bản vẽ 9.1 này theo trình tự như sau. Đầu tiên, đọc phần khung tên. Đây, vị trí thứ nhất là đọc khung tên. Vị trí thứ hai, trình tự thứ hai chúng ta sẽ đọc đó là hình biểu diễn. Ba là kích thước. Bốn là yêu cầu kỹ thuật. Năm là tổng hợp. Rồi cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc bản vẽ chi tiết ống lót hình 9.1 theo các bước. Thứ nhất, đọc khung tên. Trả lời câu hỏi tên gọi chi tiết. Mời các em quan sát phần khung tên. Tên gọi chi tiết đó chính là phần chữ in hoa đó các em. Tên là ống lót. Vật liệu, nhìn tiếp tục ha, thẳng xuống là thép, tỷ lệ là 1:1. Bước thứ hai, đọc hình biểu diễn. Trả lời câu hỏi tên gọi hình chiếu, vị trí hình cắt. Ở đây có hai hình biểu diễn. Hình có kẻ những đoạn gạch song song là hình cắt. Hình bên phải mới là hình chiếu. Vậy thì người ta hỏi em tên gọi hình chiếu là đang muốn hỏi hình bên phải nè. Tên là hình chiếu gì? Phần này liên quan tới phần vị trí các hình chiếu. Hình chiếu đứng nằm bên trái bản vẽ. Hình chiếu bằng nằm bên dưới hình chiếu đứng. Hình chiếu cạnh nằm bên phải của hình chiếu đứng. Vậy là hình nằm bên phải của hình chiếu khác sẽ có tên là hình chiếu cạnh. Rồi, vị trí hình cắt thì nằm ở vị trí của hình chiếu đứng. Bước thứ ba là đọc kích thước, xác định kích thước chung, kích thước các bộ phận. Kích thước chung là kích thước cần thiết để tạo nên chi tiết. Đây là khối tròn xoay, bài số 6 đó. Chúng ta học bài số 6 thì có các kích thước nào? Gồm có đường kính là 1. Và do hôm bữa bài số 6 đang đặt theo trục thẳng đứng thì có chiều cao h. Tuy nhiên hôm nay khối này nó không có đặt thẳng đứng mà là đặt nằm ngang nha.
Vậy lúc này không phải là h nữa mà là a nha. Vậy thì lớp nhìn là ở đây có hai đường kính là phi 28 và phi 16. Mình sẽ chọn kích thước lớn nhất để ghi kích thước chung là phi 28 và một kích thước theo trục còn lại là 30. Kích thước các bộ phận chúng ta sẽ giải thích phi 28 là đường kính ngoài, phi 16 là đường kính lỗ hoặc là đường kính trong ha. 30 lúc này theo trục á, nó đang đặt nằm ngang. Do đó 30 giải thích là chiều dài. Bước thứ tư yêu cầu kỹ thuật hỏi cho biết biện pháp gia công. Đây là vị trí số 1 đó, các em thấy yêu cầu kỹ thuật kia số 1, số 2 không? Số 1 là gia công là làm tù cạnh. Làm tù cạnh là ở các góc á, các góc cạnh á thì người ta sẽ tạo thành góc tù là góc lớn hơn 90 độ. Mục đích là để khi chúng ta đặt tay vào thì nó không có bị cấn ha. Xử lý bề mặt là mạ kẽm. Bước thứ năm, tổng hợp mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết. Chi tiết có dạng hình gì, khối gì? Đây là bài số 6 nè. Chi tiết này có dạng là hình trụ. Bên trong có đặc điểm gì các em? Rỗng ha, rỗng ở giữa ha, hình trụ. Rỗng ở giữa. Công dụng ống lót, rồi cái tên nó lên tất cả. Ống lót thì dùng để lót giữa các chi tiết. Đọc bản vẽ chi tiết. Trình tự 5 bước. Sau khi đã học xong bài số 9 thì các em sẽ lấy giấy ra và chúng ta sẽ soạn bài số 12 với các nội dung cần hiểu như là mẫu 9.1. Vẽ cái bảng 9.1 ra trả lời các câu hỏi trong 5 bước nào. Bước nhất đọc khung tên, hỏi tên gọi chi tiết. Rồi nhìn vào khung tên thấy tên gọi chi tiết viết bằng chữ in hoa không? Vật liệu, tỷ lệ. Bước thứ hai, hình biểu diễn, hỏi tên gọi hình chiếu. Cái này phần cái bảng này cũng giống với là cái bài số 9 nè các em. Thấy không? Hình bên tay, hình có kẻ gạch gạch là hình cắt, hình bên phải mới là hình chiếu. Vậy tên gọi hình chiếu tên gì? Liên quan tới bài 2, vị trí các hình chiếu. Vị trí hình cắt thì hình cắt đang nằm vị trí của hình chiếu nào? Bước thứ ba, kích thước chung. Thì khối này vẫn là khối tròn xoay ha, do đó chúng ta vẫn ghi hai kích thước chung. Hai ở trong trường hợp này đang ghi hai cái có hai cho hai đường kính nè, phi 18 và phi 14. Vậy chúng ta sẽ chọn kích thước lớn nhất để làm kích thước chung và một kích thước theo trục còn lại. Kích thước các bộ phận chúng ta sẽ giải thích phi 18 là đường kính lớn, phi 14 là đường kính nhỏ. 10 lúc này là chiều gì, các em phải giải thích M8 nhân 1 thì các em sẽ đọc cái phần sau khi học bài 10, 11 á. Thì tới bài 12 á, có cái phần có thể em chưa biết. Các em đọc phần có thể em chưa biết ở trang trang 40. Giải thích M là gì, 8 là gì, 1 là gì, ren có hướng xoắn gì. Rồi bước tư yêu cầu kỹ thuật cho biện pháp gia công, xử lý bề mặt. Bước thứ năm, mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết. Rồi, phần gợi ý này các em phải cho biết là khối này hình gì. Là bài số 6 nha, mở lại bài số 6 kiếm coi khối này tên gì. Và bên trong có đặc điểm gì. Gợi ý thứ hai nha. Em nói nhắc lại nè, mô tả hình dạng thì phải biết nêu là khối này, chi tiết này có dạng hình gì. Bài số 6, bên trong có đặc điểm gì. Rồi tiếp tục công dụng của chi tiết. Rồi nêu công dụng của chi tiết do là ở bài số 12 người ta không có nói nên cô sẽ nói cho lớp nghe. Chi tiết này là chi tiết có ren trong nên nó sẽ được lắp với chi tiết có ren ngoài hay là ren trục. Và chúng ta sẽ thấy nó trên xe đạp, ở cọc lái xe đạp. Thì công dụng của chi tiết là lắp với ren trục của cọc lái xe đạp. Thì các em chuẩn bị soạn trước bài 12 ha, để chúng ta sẽ
làm theo nhóm và đạt điểm cao, cô sẽ lấy một cột điểm nha, cô sẽ lấy một cột điểm đánh giá thường xuyên đối với cái bài này, bài thứ 12.